Ok, hello anh em và xin chào anh em quay trở lại kênh channel của Star Vinh nha. Mọi người mình đây. Và trong video này chúng ta sẽ tổng hợp tất cả những mã code còn sử dụng được trong lớp food để cho anh em có thể nhận được là x2 kinh nghiệm, reset chỉ số staff và những bạn nào mà đã nhập rồi và cũng như là không có thể nhập được nữa thì anh em có thể đợi những code mới thông qua những video là ngắn của mình nha anh em. Tại vì trong những video mà tổng hợp code đầu tháng á thì mình sẽ dành cho những bạn nào mà chưa nhập code x2 lần nào hết á thì anh em sẽ nhập được. Thì anh em có thể xem hết video này của mình thì anh em sẽ biết nha. Ok, thì video này mình sẽ nói nhanh thôi cho nên là anh em cứ yên tâm đi. Còn bây giờ let's go. Anh em có biết điều anh em, tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận từ Free Fire, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra nghe phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Đầu tiên thì vẫn như thường lệ thôi, mình sẽ check xem là stock của ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái gì nha. Và còn 2 tiếng nữa đến khi là stock mới xuất hiện nha anh em. Và chúng ta sẽ không có những cái nào mà gọi là ngon cả anh em ơi. Ôi giời ơi, sự kiện thì không có, random thì ra trái lọ. Oh my god. Rồi, giờ chúng ta sẽ phóng xanh trái ác quỷ này đây. Và chúng ta sẽ đến với những cái code của ngày hôm nay nha. Ok, và hiện tại mình đang có mặt ở tại C1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có khoảng 17 code cũ nha anh em. Mình thẳng thẳng cho anh em luôn là 17 code cũ. Và những bạn nào á mà tháng trước đã nhập xong code của mình rồi thì tháng này anh em chỉ cần ngồi xem là được rồi. Ok, và code đầu tiên nếu mà nhập được thì chúng ta sẽ có là 18 code. Còn nếu mà không nhập được thì chúng ta chỉ có 17 code thôi. Đầu tiên chúng ta có là unfood nha anh em. Và code này không được, thì tức là code của anh em bảo là sai anh em. Và hai cái code mà admin vừa mới cho chúng ta gần nhất á thì nó cũng đã sai và cũng như hết hạn rồi, thì mình sẽ nói về vấn đề này trong video sau nha. Và code thứ hai thì chúng ta có là kit gaming, thì đây chính là một cái code, đó chính là code x2 kinh nghiệm nha. Và tiếp theo rồi chúng ta sẽ có là đây, chúng ta sẽ có là sub 2499 đấy. Thì mỗi một cái code như thế này á thì chúng ta sẽ được đó là khoảng 20 gọi là phút x2 kinh nghiệm. Và code thứ ba chúng ta sẽ có là magic bird nha. Đấy, anh em chỉ cần nhập giống như của mình là được rồi, viết hoa viết thường gì nó cũng không có sao đâu anh em. Cách thứ tư là GCWK, cũng là 20 phút x2 kinh nghiệm luôn. Có thứ năm sẽ là star code heo đấy. Và có thứ sáu chúng ta sẽ có là the git ACE nha anh em. Chúng ta thì nhập code thì nó cũng khá là nhẹ anh em, nhưng mà anh em phải gọi là anh em phải là có một cái nick mà chưa nhập lần nào thì mới được nha. Đấy, và có thứ bảy chúng ta sẽ có là sub 2 official nubby. Đấy, official nubby là một admin của Blockfoot nha anh em. Ok, và có thứ tám chúng ta sẽ có là Strawhead Mania. Và thứ chín thì chúng ta sẽ có là sub 2 nub master 123 nha anh em. Và có thứ 10 thì chúng ta sẽ có chính là sub 2 direct. Ờ, hình như có thứ 11 rồi chứ không phải có thứ 10 đâu anh em. Và có thứ 11 12 chúng ta sẽ có là AC Ogre. Đấy, AC Ogre. Và có thứ 13 chúng ta sẽ có là tấn tài gaming nha anh em. Và có thứ 14 chúng ta sẽ có đó chính là luxury. Đây, luxury. Thì đó là tổng cộng 14 code x2 kinh nghiệm nha. Đó, và anh em sẽ hỏi là ủa vậy còn reset chỉ số stat của em đâu anh? Thì tất nhiên sẽ có rồi, nhưng mà sẽ chậm hơn một xíu. Và đây chính là những code reset chỉ số stat còn sử dụng được nha anh em. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ có là kit reset. Kit reset thì chúng ta sẽ có đó chính là reset chỉ số, còn kit gaming là chúng ta sẽ có x2 kinh nghiệm nha. Và khi mà anh em nhập những cái code vô á, nó sẽ có hiện một dòng thông báo trên đây nè. Và code thứ 16 cũng là code thứ hai của reset chỉ số là sub 2 gamer robot sẹt reset 1. Đấy, chúng ta được một lượt hoàn trả chỉ số tổng cộng nè anh em. Đấy, và chúng ta sẽ có là code cuối cùng cũng như là cái code reset chỉ số thứ ba, đó chính là sub 2 uncle Kizaru. Và tổng cộng mà chúng ta sẽ có là 3 code reset chỉ số và cũng như là 14 cái code x2 kinh nghiệm. Và đây là những cái code mà cổ trong lớp food còn sử dụng được. Vì vậy cho nên là những bạn nào mà chưa có nhập những cái code này á thì anh em có thể là nhập ngay và anh em cài cho mình nha. Rồi, thì video này ngắn gọn thôi, nhiều quá thôi cho anh em dễ tìm nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi video của mình nha. Nếu video mình hay đừng quên cho mình một like, một cái kênh nha em. Còn giờ thì bye anh em. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ và hẹn lại anh em vào video lần sau. Bye bye.